Tháng phát tài của 12 con giáp 2021 đâu là thời điểm để bạn hốt vàng, hốt bạc. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh chóng và thoáng chốc đã bước đến những ngày cuối cùng của năm 2020. Tất cả mỗi chúng ta, ai cũng đều đang bận rộn với cuồng quay của cuộc sống và mong muốn tìm kiếm cho mình những vận may để đổi đời trong thời điểm cuối năm này. Trong số 12 con giáp, mỗi người đều có một số vận khác nhau và tùy vào các thời điểm khác nhau trong cuộc đời mà có thể gặp được phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy phong thủy cho biết rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh của các lá số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai, cũng như có thể dự đoán được tháng may mắn phát tài của 12 con giáp trong năm mới 2021. Vậy trong năm 2021, 12 con giáp sẽ gặp may mắn, thành công và phát tài trong tháng nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội may mắn này. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Một, tuổi Tý. Thứ nhất là tháng 3 âm lịch. Theo tử vi 2021, thời điểm này, người tuổi Tý với tinh thần làm việc lên cao, sẵn sàng làm thêm giờ, làm ngoài giờ nên xét về tổng thể thì khá bận rộn. Nhưng chính những điều bạn đang làm sẽ gây ấn tượng tốt cho cấp trên, tạo cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người làm trong các hạng mục liên quan đến bất động sản cũng kiếm được một khoản khá khá. Thứ hai là tháng 8 âm lịch. Tử vi còn nói các công việc tay trái của người tuổi Tý phát triển khá thuận lợi trong khoảng thời gian này, thậm chí còn có người có nguồn thu nhập phụ vượt qua thu nhập chính. Hãy chú trọng đến những ngành nghề, lĩnh vực mà mình có kinh nghiệm. Thêm vào đó, nhờ sự giúp đỡ của người lớn tuổi trong nhà, bạn có thể hiện thực hóa được nhiều dự định của mình, đồng thời có hướng khắc phục được khó khăn. 2. Tuổi Sửu. Thứ nhất là tháng riêng. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều điểm sáng trong thời điểm đầu năm này. Quý nhân ở bên giúp bản mệnh khắc phục được nhiều khó khăn còn tồn tại. Tháng này, nếu bản mệnh biết khiêm tốn hơn trong các mối quan hệ xã giao thì có thể kết giao được với nhiều đối tác triển vọng. Hãy nhớ rằng, muốn làm giàu thì nên dựa vào sức của mình, tránh xa cách làm ăn mờ ám. Thứ hai là tháng 4 âm lịch. Trong thời điểm này, bản mệnh sẽ có quý nhân phù trợ, bản mệnh sẽ lọt vào mắt xanh của cấp trên là người khác phái. Bạn cần thận trọng cơ hội này để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tin rằng, nhờ vào tài hoa của mình, bạn có thể kiếm được một khoản tiền khá khá. Bên cạnh đó, các ngành liên quan đến kỹ thuật, điện lực, kinh doanh nói chung sẽ phát tài. Thứ ba là tháng 12 âm lịch. Các nguồn thu phụ có dấu hiệu tăng trưởng nhanh vào thời điểm này. Sự chăm chỉ, cần cù suốt thời gian qua của bạn được đền đáp xứng đáng. Nhiều mối quan hệ bạn bè đáng tin cậy giúp bạn tiếp xúc được với những cơ hội kiếm tiền đáng ngưỡng mộ. Những ai làm trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện, kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng có nguồn thu nhập tăng lên đột biến. 3. Tuổi Dần. Thứ nhất là tháng riêng. Thời điểm này, người tuổi Dần xây dựng được các mối quan hệ xã giao thuận lợi, bạn tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao. Nếu lọt vào mắt xanh của họ thì cơ hội được thăng chức, tăng lương chắc còn xa xôi nữa. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, lâm nghiệp cũng phát triển thuận lợi nhưng thường sẽ phải chịu áp lực lớn, chịu nhiều ràng buộc, sức ép. Thứ hai là tháng 9 âm lịch. Đầu tư dự án liên quan đến đất đai, địa sản có thể thu lời lớn. Bản mệnh có thể cân nhắc hợp tác với bạn bè hoặc những người đáng tin cậy, như vậy có thể giảm bớt được khó khăn một cách bất ngờ. Chỉ cần tiếp tục kiên trì thì mọi vấn đề có thể dần dần được giải quyết, tiền bạc thu về ổn định, thậm chí có hoạch tài bất ngờ. 4. Tuổi Mão. Thứ nhất là tháng 3 âm lịch.
bản mệnh được quý nhân phù trợ, người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương vào cuối tháng hoặc nhận được khoản trợ cấp nào đó. Bạn có thể cải thiện thu nhập bằng cách nhận thêm các công việc tay trái nếu như có thể cân đối được thời gian. Người làm tư, làm chủ thì kinh doanh phát đạt, buôn may bán đắt, được nhiều người tin tưởng và giữ quan hệ lâu dài. Thứ hai là tháng 9 âm lịch. Người tuổi Mão phải trải qua một tháng khá bận rộn nhưng được trả thù lao xứng đáng. Người làm công ăn lương có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Đây cũng là thời điểm thích hợp để người làm trong lĩnh vực tài chính và bất động sản đầu tư, bạn ắt hẳn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận dồi dào. 5. Tuổi Thìn. Thứ nhất là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi của tuổi Thìn 2021, người tuổi Thìn với tầm nhìn xa trông rộng có thể phát hiện ra ai thích hợp làm đối tác của mình. Các mối quan hệ rộng rãi khiến việc làm ăn của bạn thêm phần thuận lợi. Nhiều người sẵn sàng giới thiệu cho bạn những thời cơ đáng quý, đem lại nhiều lợi ích không chỉ tiền bạc. Người làm trong các hạng mục liên quan đến ẩm thực, ăn uống, thủy điện là thuận lợi nhất, thậm chí có lộc trời ban. Thứ hai là tháng 11 âm lịch. Tuổi Thìn gặp được nhiều cơ hội kiếm tiền trong khoảng thời gian này, đặc biệt các ngành kinh doanh, ăn uống, tiếp thị, vận chuyển gặp đà phát triển rực rỡ vì nhu cầu của đa số mọi người đều tăng mạnh vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, để có thể kiếm tiền đầy túi thì bản mệnh sẽ phải chịu sức cạnh tranh lớn, phải hao tốn tiền của, công sức để khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Tuổi Tỵ. Thứ nhất là tháng 2 âm lịch. Được quyền thế giúp đỡ, tuổi Tỵ có thể giải quyết được rất nhiều khúc mắc trước đây, tiền đồ trở nên bằng phẳng, hành thông hơn hẳn. Một số người có khả năng tự thân xây dựng cơ đồ, dẫu lúc bắt đầu có thể vô cùng gian nan nhưng thu về thành quả đáng ngưỡng mộ. Thời điểm này, bạn bè xung quanh và những người thân thiết cũng là động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Thứ hai là ngày mùng 4 âm lịch. Tử vi tuổi Tỵ 2021 cho thấy tháng này bản mệnh nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, các mối quan hệ được mở rộng dẫn đến việc ký kết thành công, được nhiều hợp đồng mới. Người làm trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính, ngân hàng, kinh doanh, kim khí cũng không được nhiều lợi ích, lợi nhuận thu về tăng gấp nhiều lần so với thời điểm trước. Tuổi Ngọ. Thứ nhất là tháng 2 âm lịch, có quý nhân, tương trợ, tài vận vượng, nhất là những người làm đầu tư, kinh doanh, bạn nên nắm chắc cơ hội thuộc về mình, chớ nên chần chừ, do dự, kẻo bị người khác giành trước. Tuy nhiên, tháng này kiếm nhiều tiêu cũng nhiều nên có kế hoạch tích lũy ra sớm mới giữ được tiền. Thứ hai là tháng 8 âm lịch, thời điểm này thích hợp để các bản mệnh ký kết các hợp đồng lớn, nhỏ, không ít lợi nhuận. Quan hệ xã giao rộng rãi, bạn không phải lo lắng về việc thiếu tiền, bởi dù có thiếu thốn đi chăng nữa thì chúng ta hãy cùng sẵn sàng, giang tay giúp đỡ, thậm chí có cơ hội lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 8. Tuổi Mùi. Thứ nhất là tháng 2 âm lịch. Người tuổi Mùi có thể đối diện với khá nhiều thử thách trong công việc và khoảng thời gian này, nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà tiền thu về túi cũng nhiều tương đương. Lại thêm quý nhân chỉ được dẫn lối, các hạng mục hợp tác chính thống sẽ thu được khoản lợi lớn, bản mệnh có thể kết giao được với nhiều đối tượng khác triển vọng. Thứ hai là tháng 10 âm lịch, kinh doanh ăn uống, du lịch có doanh thu tăng đột biến, bạn nên chấp lấy thời cơ này để kiếm về nhiều lợi nhuận hơn cho mình. Người làm công ăn lương yên tâm rằng chỉ cần chăm chỉ, tâm huyết với công việc thì ắt sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người quyền cao, trích trọng. Bạn không phải nịnh nọt ai mà thời cơ vẫn sẽ tới tay. 9. Tuổi Thân. Thứ nhất là tháng riêng. Tử vi tuổi Thân 2021 cho thấy, ngay từ tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Thân đã nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư trước đó. May mắn hơn, bạn còn được quý nhân chỉ đường dẫn lối, được tiếp xúc với cơ hội kiếm tiền mà trước đây mình chưa từng được tham gia, sẽ phải khá vất vả, tận bật khi mới bắt tay vào làm, nhưng các bạn đã thu về được nguồn tiền xứng đáng. Thứ hai là tháng 4 âm lịch. Áp lực công việc lớn nhưng bù lại các công việc chính thức đem lại cho bạn mức lương và mức thưởng hậu hĩnh đặc biệt tốt cho những ai làm kinh doanh liên quan đến thiết kế, thủy điện hay ăn uống. Tuy nhiên, tháng này bạn cũng sẽ phải tốn khá nhiều cho việc xã giao, cần có cách cân đối thu chi để túi tiền được sùng dịnh. 10. Tuổi Dậu. Thứ nhất là tháng 5 âm lịch. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Dậu là những người làm ăn thuận lợi, hưởng mức hoa hồng cao, đặc biệt là những ai làm trong các ngành liên quan đến dịch vụ, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, đầu tư bất động sản. Bằng kinh nghiệm của mình, những người làm lãnh đạo cũng có thể dẫn dắt,
tập thể đi tới thành công, đem lại nguồn lợi lớn hơn cho công ty. Thứ hai là tháng 12 âm lịch, dịch vụ, đi lại, ăn uống, bất động sản là những ngành hốt bạc dịp cuối năm cho người tuổi Dậu. Bạn cần phát huy thế mạnh của mình, coi đó là lợi thế cạnh tranh với các đối thủ. Có thể bạn sẽ phải làm việc khá tất bật, nhưng lợi ích thu về xứng đáng. Người làm nghề tay trái cũng có thể thu được một khoản lợi nhuận khá xứng đáng với công sức. Tuổi Tuất. Thứ nhất là tháng 2 âm lịch. Theo tử vi, đây là thời điểm rất là thuận lợi cho những người hợp tác, làm ăn. Bản mệnh có thể được tiếp xúc với nhiều đối tác khác nhau và hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn vào cuối tháng. Dù quá trình chuẩn bị phải tốn nhiều công sức nhưng yên tâm, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Thứ hai là tháng 9 âm lịch. Tháng này, bản mệnh nhận được nhiều sự giúp đỡ của cha mẹ hoặc nửa kia của mình. Họ chính là động lực giúp bạn tập trung vào việc làm ăn. Người làm công ăn lương sẽ phát huy khả năng của mình nếu có thể được lãnh đạo khen ngợi hoặc khen thưởng. Ngoài ra, người làm ăn kinh doanh tìm ra hướng đi mới giúp mọi việc tiến triển thuận lợi. 12. Tuổi Hợi. Thứ nhất là tháng 5 âm lịch. Hợp tác tuổi Hợi các ngành liên quan đến thủy điện, nhiệt điện, viễn thông thu lời lớn. Người tuổi Hợi tìm được mục tiêu phấn đấu rõ ràng. Tuy lúc đầu có khó khăn, nhưng chỉ cần cố gắng, quyết tâm thì sẽ thu được thành quả. Nếu có cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh nên nắm bắt ngay, chớ chần chừ, do dự. Thứ hai là tháng 12 âm lịch. Cuối năm là thời điểm khá bận rộn, song tuổi Hợi vẫn có thu nhập, tăng nguồn thu nhập của mình. Muốn cải thiện cuộc sống, bạn sẽ phải khá vất vả, nhưng thành quả lại rất đáng ngưỡng mộ. Người làm kinh doanh, buôn bán nên trước thời cơ, dự đoán được nhu cầu của khách hàng để có thể theo những phương hướng chính xác nhất. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!